Cha ơi, giờ cha ở phương trời nào? Con thì đang rất buồn và nhớ cha nhiều lắm. Con đang cảm nhận được một điều, con cũng như cha. Và bây giờ con biết lòng cha. Nhìn con yêu say giấc nồng, lòng bỗng xót xa thay vì đã vô tình làm con đau đớn. Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con, nhưng nghĩ suy còn nhiều non nớt. Dường như con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thêm, vì không hiểu nhau. Mà con đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con, dẫu những khi cha phải la mắng. Vì cha yêu con lắm đây, vì cha yêu con biết mấy. Tuy rằng cha lo lắng thế, nhưng lòng cha không thể nói. Để đôi khi con vẫn hỏi, vì sao cha nghiêm khắc mãi? Tha rằng cha như sắt đá, để mai này con thân thà. Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay cha không đỡ lấy? Là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dài, dù thế nào vẫn yêu con nhiều. Con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thế, vì không hiểu nhau. Mà con đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con, dẫu những khi cha phải la mắng. Vì cha yêu con lắm đây, vì cha yêu con biết mấy. Tuy rằng cha lo lắng thế, nhưng lòng cha không thể nói. Để đôi khi con vẫn hỏi, vì sao cha nghiêm khắc mãi? Tha rằng cha như sắt đá, để mai này con thật thà. Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay cha không đỡ lấy? Là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dài, dù thế nào vẫn yêu con nhiều. Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay cha không đỡ lấy? Là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dài, dù thế nào